Xin chào các bạn, hôm nay mình lại có mặt ở trong rừng rồi. À, chỗ mình thì nó mưa suốt từ sau cái dịp Tết Nguyên Đán đến bây giờ, hầu như là rất là ít có những cái ngày nắng. May lắm thì nắng được 1-2 ngày xong lại chìm trong sương mù, cho nên là những cái chuyến đi rừng ít đi và những cái cây dược liệu mình cũng khó để phơi khô hơn. Đấy thì là mãi đến hôm nay thời tiết mới có một ngày nắng và gió rất là đẹp các bạn ạ. Và hôm nay thì mình đi luôn lên trên rừng để đi lấy những cái cây dược liệu về để băm phơi khô, chia sẻ cho cô chú anh chị em nào cần sử dụng. Thì hôm nay trong cái hành trình đi rừng thì mình có một cái chia sẻ đầu tiên cho các bạn xem những cái bông hoa rừng các bạn ạ. Đây là cái cây hoa của cái cây râu hùm các bạn nhé. Hoa của râu hùm, một cái loài cây dược liệu và cũng có thể được trồng làm cảnh bởi cái bộ lá rất là dày và mát mẻ. Đấy, đến mùa thì nó sẽ cho ra những cái chùm hoa cực kỳ là độc đáo như những cái sợi râu. Đấy, được gọi là râu hùm. Đây là một cái cây cảnh và cũng là một cái cây dược liệu. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái không gian ở xung quanh đây có rất là nhiều những cái cây râu hùm nó đang hoa các bạn ạ. Cái vùng mình đang đứng thì nó là một cái tán rừng cây vầu và còn một số cây gỗ to. Còn bên dưới này thì người dân vừa mới phát hết để chuẩn bị trồng cây lấy gỗ rồi các bạn ạ. Đấy. Ở đây cũng có một số cái loài cây dược liệu cho nên hôm đợt này mình đi qua là mình lấy và chia sẻ video. Thì năm ngoái mình cũng làm video về cái loài cây này rồi. Cái mùa này nó ra hoa rất là đẹp. Hoa nó mới bắt đầu nở thôi các bạn nhé. Hoa mới bắt đầu nở thì những cái quả này nó chĩa lên trời này. Mới dạo nữa thì nó còn chùm xuống như thế này này các bạn. Nó sẽ cong xuống một thời gian nữa, nhưng thời gian của nó cũng khá là lâu. Râu hùm thì nó có mấy loại. Có loại thì hoa nó có cái đài tròn ở bên đằng sau này, nhìn cũng hay lắm. Nhưng mà cái loại đấy thì nó lại đặc sống ở trên đỉnh đồi cao. Còn cái loại này thì nó sống ở những cái khe ẩm ở bên dưới thấp hơn. Cho nên mình hay gặp và quay video cho các bạn xem hơn. Loài này thì nó ra những cái sợi râu nhìn cực kỳ là độc đáo. Cái này nó còn to thêm các bạn nhé. Đấy, cái giống này thì nó có sẽ có những cái cây là hoa nó sẽ nở ra những cái đài màu xanh. Có loại thì nó lại ra màu tím. Nó có sự đa dạng của nó. Râu hùm thì nhìn rất là giống với cái cây hôi đầu thảo mà đợt trước mình quay cho các bạn xem. Thế thì thực tế là hai cái cây này thì nó cùng một họ. Đấy, cho nên là về cái cấu trúc cây thì từ thân lá rồi là hoa thì nhìn nó không khác gì nhau. Nhưng mà cái cây hồi đầu thảo ấy thì là nó kích thước cây nó nhỏ hơn, nó không to như cái cây râu hùm mà mình đang quay các bạn xem này. Đó thì mình quay video lên thì cũng rất là nhiều anh chị em nhầm lẫn nhá. Thì là mình chia sẻ để nhắc lại cho các bạn là cái cây râu hùm ấy thì nó là một cái cây cùng họ với cái cây hồi đầu thảo, nó cùng họ với nhau cho nên là nó có sự giống nhau. Tuy nhiên là đối với cái cây hồi đầu thảo ấy, thì là cái củ nó sẽ hay ăn đi sâu xuống dưới đất. Đấy. Nó sẽ không nổi lên mặt đất kiểu như thế này các bạn ạ. Cái cây râu hùm thì cái phần thân củ của nó thì nó nổi hết lên trên đất này các bạn này. Đấy, rồi nó buông những cái rễ xuống, nó bám xuống dưới đất thôi. Còn cái cây hồi đầu thảo là cái củ mọc ngược. Đấy, thì nó cứ đâm sâu cái đỉnh sinh trưởng, nó cứ cắm dần xuống dưới đất. Đa số là nó sẽ như vậy, nó sẽ có cái kiểu như vậy. Và cái củ của nó thì có dạng bột bột nữa cơ. Đấy, nó có một vài những cái sự khác biệt. Và khác biệt dễ nhận ra nhất đó là kích thước cây thì nó nhỏ hơn. Râu hùm thì cũng có rất là nhiều cây nhỏ. Như một cái cây ở đây nó cũng tương đương với một cái cây hồi đầu thảo to. Tuy nhiên là cái cây này thì là nhổ rất là dễ luôn các bạn ạ. Đấy, nó mọc hoàn toàn ở trên đất. Còn riêng cái cây hồi đầu thảo ấy thì không bao giờ các bạn nhổ được. Tại vì cái củ nó toàn cắm xuống đất mà bắt buộc phải dùng cái biện pháp đào. Mùa này thì đang mùa nó bắt đầu nở hoa. Có những cây nó rất là to như thế này này các bạn này. Râu hùm thì có những cây rất là to. Đường kính bản lá nó khoảng 25-30cm là cũng có. Nó rất là to luôn và cao lớn. Những cái ngồng hoa cũng cao vút lên và cho ra những cái chùm hoa cực kỳ là độc lạ, cực kỳ là hay. Ngoài một cái cây cảnh thì cái cây này nó còn là một cái cây dược liệu nữa. Cây râu hùm khi mà sử dụng thì nó sẽ có vị đắng. Trong đông y thì cũng được ứng dụng chủ yếu là theo cái kinh nghiệm dân gian. Thì là đôi khi có những nơi người ta lấy về để chữa vấn đề đau dạ dày. Có những nơi thì chữa viêm cầu thận. Đấy, thì có một số người thì lại lấy về để sử dụng ngâm rượu, làm thuốc, chữa đau nhức xương khớp. Nói chung là nó cũng khá là nhiều công dụng. Nhưng mà theo như những nghiên cứu thì là cái củ này thì nó cũng có tính độc.
có thể sử dụng làm thuốc, nhưng mà liều lượng thì không nên sử dụng quá 20 gram trên một ngày. Thì là cái này thì mọi người có thể lấy về trồng, có thể dùng làm thuốc hoặc cũng có thể dùng làm cảnh, nó cũng rất là hấp dẫn. Và trong những cái chuyến đi rừng của mình thì mình cũng vẫn sẽ có những cái dịp mà được gặp gỡ và cũng lấy về để chia sẻ. Cho nên anh chị em nào mà có nhu cầu sưu tầm thì cũng có thể liên hệ vào Zalo cho mình. Mình sẽ đi rừng lấy và chia sẻ cho mọi người cái phần thân củ của nó để lấy về trồng. Chủ yếu là làm cảnh thì nó cũng rất là hấp dẫn.